chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh việt new tv của chúng tôi bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau chạm trán ác liệt giữa lực lượng quân khu 7 và lực lượng nhân dân công lý tại bình phước giáp campuchia kính thưa quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin cực nóng liên quan đến cuộc đụng độ quân sự quy mô giữa lực lượng nhân dân công lý và lực lượng quân đội thuộc quân khu 7 sau khi cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị bắt và được giải cứu sau đó như trong các bản tin trước chúng tôi từng đưa. Diễn biến của trận khóc chiến khốc liệt này giữa hai bên như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình thời sự ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để trả đũa việc chủ nhân của mình bị bắt, lực lượng nhân danh công lý đã mở chiến dịch bước chân thần tốc nhằm đánh chiếm tỉnh Bình Phước. Theo các nguồn tin quân sự chúng tôi có được, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 20 tháng 3, trung đoàn 24 phối hợp với trung đoàn 27 thuộc đại đội sa tăng 33 của lực lượng nhân dân công lý đã thực hiện cuộc tấn công vào cứ điểm Samad do sư đoàn 97 quân khu 7 trấn giữ với mục đích nghi binh. Tuy bị bất ngờ nhưng lực lượng quân khu 7 cũng đã chống trả mãnh liệt. B-40 bắn hỏng hai xe tăng. Rạng sáng hôm sau, vào lúc bình minh, ban chỉ huy chiến dịch của lực lượng nhân danh công lý, ký hạ quyết tâm, phải chiếm bằng được Sa Mát và An Lộc. Lực lượng nhân danh công lý sau đó đã sử dụng lực lượng của Sư đoàn 5, tăng cường Trung đoàn 3 Bộ binh, Sư đoàn 9, Trung đoàn Pháo binh 28 và hai đại đội tăng do Trung tá Bùi Thanh Vân chỉ huy tấn công mạnh vào Lộc Ninh, là quận ở phía Bắc An Lộc. Lực lượng nhân danh công lý giao chiến với lực lượng phòng thủ của quân khu 7 bao gồm Trung đoàn chính Bộ binh 30 chiến xạ của Thiết đoàn 5. Do trận đánh kéo dài mà chưa chiếm được ưu thế, quân nhân danh công lý lùi trở ra, pháo kích vào các ổ kháng cự của các lực lượng quân khu 7, đồng thời họ nghiên cứu lại trận đánh. 15 giờ ngày hôm sau, một đơn vị trinh sát của Trung đoàn đặc công 429 lực lượng nhân danh công lý bất ngờ tấn công, phá hủy phi trường Quảng Lợi, thăm dò từ phía Bắc, đồng thời cắt đứt tuyến tiếp viện bằng đường không của An Lộc. Đoạn đường từ An Lộc đi Lộc Ninh bị gián đoạn hoàn toàn, chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại. Đại tá Nguyễn Công Vĩnh, tư lệnh sư đoàn 97, điều 2 tiểu đoàn bộ binh và xe tăng 1 đang phòng ngự căn cứ Hoa Lư, tiên đồn ở Bắc Lộc Ninh về ứng cứu và bị rơi vào đúng trận địa phục kích của lực lượng nhân danh công lý. Lực lượng nhân danh công lý đã tăng cường cho hướng này trung đoàn pháo hỗn hợp 40, gồm pháo cối và hỏa tiễn H-12, hai đại đội tăng hỗn hợp. Các thành viên của nhân danh công lý tiếp tục công kích, bắn cháy nhiều chiến xe, xe thiết giáp và bắn rơi hai phi cơ trực thăng UH-1 của quân đội quân khu 7. 5 giờ 30 phút, lực lượng nhân danh công lý mở đợt tấn công tổng lực vào Samat, nơi giáp biên giới Campuchia không xa. Sau mấy giờ giao tranh, lực lượng nhân danh công lý lúc này bị tấn công và bị cắt đứt tiếp viện và được lệnh di chuyển dần dần về phía nam để lùi về căn cứ địa. Toàn bộ 10 chiến xe của quân lực Việt Nam Cộng Hòa một số bị phá hủy. Đến 14 giờ, lực lượng quân khu 7 đã chiếm lĩnh hoàn toàn khu Lộc Ninh. Trung tá Nguyễn Công Vĩnh, phó chỉ huy của lực lượng nhân dân công lý bị bắt sống. Chỉ trong vòng 2 ngày giao tranh, lực lượng nhân dân công lý đã có 200 thành viên thiệt mạng, chưa kể số bị thương hoặc bị bắt. Để phản công, sư đoàn 7 của quân nhân dân công lý tiếp tục xuất phát từ vùng biên giới Campuchia đi vòng qua An Lập, tiến xuống phong tỏa quốc lộ 13 ở phía nam An Lập, tức là con đường bộ duy nhất tiếp tế cho thị trấn này đồng thời uy hiếp các căn cứ Ca Tung, Bổ Túc, Thiện Ngôn để cầm chân sư đoàn 25 quân khu 7 tại Tây Ninh, ngăn cản không cho tiếp viện An Lộc. Sau khi chiếm được Lập Ninh, lực lượng nhân danh công lý đã hành quân tiến theo quốc lộ 13, uy hiếp mặt Bắc An Lộc. Một số đơn vị của sư đoàn này trực tiếp tham gia tấn công An Lộc. Sư đoàn 6 cũng xuất phát từ biên giới là lực lượng chủ lực tấn công An Lộc sau khi hạ được cứ điểm cầu Cần Lê tiến xuống và tấn công An Lộc từ phía Tây. Đối với quân đội quân khu 7, trước áp lực mỗi ngày một mạnh của đối phương để tránh bị bao vây tiêu diệt, sư đoàn 52 phải rút bỏ Cần Lê lui về phòng thủ mạng Tây Bắc An Lộc. Trung đoàn 8 còn nguyên vẹn quân số 2.500 binh sĩ phòng thủ ở hướng Bắc An Lộc, hướng tấn công chính của quân nhân dân công lý, án ngữ điểm cao núi Đồng Long, cùng phối hợp chống đỡ hướng tấn công chính của lực lượng nhân dân công lý. Trung đoàn 32 của quân khu 7 lúc này tổ chức phòng thủ phía đông, án ngữ điểm cao núi gió. Trung đoàn 7 phòng thủ hướng nam và tây nam, đầy phòng tập hậu, đồng thời sẽ tập kích khi có điều kiện để mở thông tuyến tiếp viện từ phía nam. Tại tuyến phòng thủ An Lộc, lực lượng phòng thủ của quân khu 7 rơi vào thế bất lợi khi toàn bộ 24 khẩu Đại Bác 105 ml của tiểu đoàn 52 pháo binh đã bị pháo kích phá hủy gần hết, chỉ còn lại một khẩu duy nhất may mắn còn sót lại. Ngoài ra, một pháo đội 6 khẩu của quân đặc nhiệm được trực thăng vận xuống đồi gió về phía nam Đông An Lộc. Mấy ngày sau cũng bị quân nhân dân công lý tấn công và tiêu diệt. Kể từ đây, quãng đường Trơn Thành đi Lộc Ninh đã bị tắt ngãn các đơn vị tăng viện của quân khu 7 cố tiến từng bước một để đến gần đơn vị bạn An Lộc, nhưng mọi bước tiến đều liên tục bị các ổ phục kích ven đường đánh trả quyết liệt, chịu nhiều thương vong. Tiến lên không nổi, phải quay trở lại để rồi tìm cách tiến lên, toàn bộ quân số của lực lượng nhân dân công lý rải đều tuyến phục kích dài 26 km từ Trơn Thành đến An Lộc, sẵn sàng chỉ điểm cho pháo binh bắn hạ đối phương ở quốc lộ 13 đợt tấn công đầu tiên do sư đoàn 7 khai pháo vì tin rằng sẽ chiếm được An Lộc. Ngày 14 tháng 3, lực lượng quân khu 7 đã dùng B-41 LAVK súng hỏa lực chống chiến xa thuộc loại vũ khí cá nhân đã bắn cháy được một số chiến xa của lực lượng nhân danh công lý ở căn cứ Phượng Hoàng. Thành tích này được loan truyền mạnh mẽ trên hệ thống truyền thanh của Việt Nam Cộng Hòa để trấn an tinh thần cho binh sĩ. Cũng trên làng sóng này, kỹ thuật bắn thiết giáp cũng được phổ biến, hướng dẫn, giải thích tường tầng. Binh sĩ của quân khu 7, hầu như mỗi người đều có một máy thu thanh bổ túi để nghe âm nhạc. Họ được phổ biến cách sử dụng vũ khí chống chiến xa và các cấp chỉ huy mặt trận cũng dùng cơ hội này để binh sĩ luyện tập thêm tại chỗ. Như trường hợp của Thiếu tướng Lê Ngọc Hưng, ngay sau trận tấn công bằng chiến xa đầu tiên của đối phương vào An Lập, Quân đội quân khu 7 như sốc lại được tinh thần và tổ chức phản công. Diễn biến tiếp theo của trận chiến khốc liệt giữa hai bên như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Trong một diễn biến liên quan, lập tổ công tác liên ngành chống buôn lậu qua cảng hàng không quốc tế, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước, Phó trưởng ban thường trực, ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa ký quyết định lập tổ công tác 8 thành viên. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ký quyết định số 15 trên QD BCD 389 về việc thành lập tổ công tác liên ngành, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Kế hoạch số 111 KH BCD 389 ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch số 111 trên KH BCD 389 ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia được cử làm Tổ trưởng. Ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia được cử làm Phó Tổ trưởng. Theo quyết định trên, Tổ công tác liên ngành có 7 nhiệm vụ. Thứ nhất, chủ động thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành địa phương kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và địa phương, các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch số 111. Thứ hai, chủ trì phối hợp với ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch, cơ chế phối hợp phù hợp với diễn biến tình hình ở từng giai đoạn đối với từng địa bàn, lĩnh vực. Đảm bảo để các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, địa phương các cấp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Thứ ba, chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng ở trung ương, các địa phương, tổ chức doanh nghiệp liên quan tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chuyên đề đánh giá thực trạng tình hình, thống nhất đề ra các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Thứ tư, tiếp nhận xử lý các thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, điều phối các đơn vị, lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, xử lý kịp thời, dứt điểm hiệu quả của các vụ việc tình huống đột xuất, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Thứ năm, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 111, tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Thứ sáu, tổng hợp thông báo thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 111. Thứ bảy, tham mưu lãnh đạo ban chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch số 111, tham mưu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện kế hoạch số 111. Tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê hoặc tham gia hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Tham mưu chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 111. Cũng theo quyết định trên, tổ công tác liên ngành có cơ chế hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ công tác liên ngành được sử dụng con dấu văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia để thực hiện 7 nhiệm vụ được giao. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Hungary chặn tuyên bố chung của Liên minh châu Âu về lệnh bắt Tổng thống Putin. Hungary vừa chặn tuyên bố chung của Liên minh châu Âu EU về lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin mà Tòa hình sự quốc tế ICC tại La Hay ban bố. Do phủ quyết của Budapest, Quan chức phụ trách ngoại giao EU, Joseph Borrell, ra tuyên bố riêng lưu ý đến quyết định của Tòa hình sự quốc tế. Ngày 20 tháng 3, các bộ trưởng tư pháp EU ra tuyên bố ủng hộ quyết định của ICC, nhưng Hungary không ký. Dự kiến quyết định của tòa sẽ được đưa vào kết luận hội nghị của Hội đồng châu Âu diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 3. Theo Limber dự thảo kết luận hội nghị sử dụng ngôn ngữ tương tự tuyên bố của ông Borrell trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 3, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenza cho biết Nga định đưa những đứa trẻ phải sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Ukraine trở về sau khi điều kiện ở đó đủ an toàn. Chúng tôi muốn tránh cho chúng mối nguy hiểm do các hoạt động quân sự gây ra. Chỉ có vậy, ông Nebenza nói, Đại sứ Nga cho rằng chuyện trẻ em bị ép đưa đến Nga hoàn toàn bị thổi phòng, theo Bloomberg TASS. Trong một diễn biến liên quan, cơ hội gia nhập NATO chăm ngồi rạn nứt giữa Thụy Điển và Phần Lan. Cùng nhau nộp đơn gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 5 năm 2022, song dường như cơ hội được kết nạp vào liên minh quân sự này lại đang rộng mở với Phần Lan, trong khi cánh cửa vẫn khép chặt với Thụy Điển. Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 3, ngoại trưởng Thụy Điển, Tobias Bilström cho biết Thụy Điển không hề lên một kế hoạch dự phòng nào khác cho việc gia nhập NATO. Rất đáng tiếc nếu phải đề cập đến một kế hoạch B vì điều đó chỉ làm suy yếu toàn bộ mong muốn trở thành một thành viên NATO mà thôi, Ngoại trưởng Bistrom cho biết. Cho đến nay, đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển đã được 28 trong số 30 thành viên của khối chấp thuận ngoại trừ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu Ankara lên tiếng phản đối mạnh mẽ Thụy Điển và Phần Lan trước sự khoan hồng của hai nước này đối với đảng công nhân người Kurd. PKK Tổ chức mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, Ankara đã có phần hạ giọng với Helsinki. Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Gisip Tayyip Erdogan nói rằng quốc hội nước này sẽ bắt đầu phê chuẩn việc xin gia nhập NATO của Phần Lan. Trong khi đó, Hungary cũng tuyên bố sẽ chấp thuận đơn của Phần Lan vào ngày 27 tháng 3, còn việc gia nhập của Thụy Điển sẽ được thảo luận sau. Các cuộc đàm phán gia nhập NATO của Thụy Điển vốn đã gặp trở ngại lại càng trở nên phức tạp hơn sau một loạt hành động khiêu khích từ đầu năm 2023, bao gồm việc hình nộm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Gisip Erdogan bị treo ở Stockholm. Kinh Wuhan bị đốt một tòa soạn báo Thụy Điển tổ chức một cuộc thi biếm họa nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Pietrom thừa nhận so với Phần Lan, Thụy Điển vẫn còn một chặng đường dài để vào NATO. Tuy nhiên, nhà chức trách khẳng định Thụy Điển sẽ được gia nhập khối quân sự trong hội nghị thượng đỉnh của Liên minh tổ chức ở Vilnius, Litva vào tháng 7 tới. Tháng 5 năm 2022, Helsinki và Stockholm cùng nhau nộp đơn gia nhập NATO, từ bỏ nguyên tắc không liên kết với các khối liên minh và lấy lý do cho rằng họ làm như vậy vì những thay đổi trong tình hình an ninh của châu Âu do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Kể từ đó đến nay, lãnh đạo của cả hai quốc gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước láng giềng Bắc Âu sánh bước cùng nhau. Tuy nhiên, điều đó dường như rất khó xảy ra. Trước việc Thụy Điển bị phản đối, người dân và các đảng phái chính trị của Phần Lan, thậm chí cả giới lãnh đạo cao nhất của quốc gia này ngày càng ủng hộ việc hành động một mình. Tổng thống Phần Lan Soli Ninisto xác nhận Helsinki có thể gia nhập NATO trước Thụy Điển. Ông Ninisto nhấn mạnh việc trì hoãn và nói không với sự mở lòng của Thổ Nhĩ Kỳ là không thực tế, sẽ đặt Phần Lan vào một tình thế rất khó khăn. Trong một tuyên bố hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Mikko Savola cũng cho rằng nước này sẽ gia nhập NATO mà không chờ Thụy Điển trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ không chấp thuận đơn của nước láng giềng Bắc Âu. Thụy Điển là đối tác thân cận nhất của chúng tôi, hầu như tuần nào lực lượng phòng thủ của chúng tôi cũng luyện tập cùng nhau, đó là một mối quan hệ hợp tác sâu sắc và chúng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, nhưng quyết định nằm trong tay Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Savola nhấn mạnh đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển đã được 28 trong số 30 thành viên của khối chấp thuận. Ngoại trưởng Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu Ankara lên tiếng phản đối mạnh mẽ Thụy Điển và Phần Lan